Sau Nam hộ tống nửa kia đi diễn, Kim Lý đắm đuối nhìn Hồ Ngọc Hà, ông Cao Thắng gần Đồng Nhi như bà Hoàng. Kim Lý. Cộng đồng mạng từng thi nhau chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh Kim Lý dành thời gian đưa Hồ Ngọc Hà đi biểu diễn. Sau đó anh di chuyển lên phía trên khán đài để quan sát bà xã một cách rõ hơn. Không những thế, nam diễn viên Hương Ga còn đứng lắc lư theo điệu nhạc, thể hiện niềm say mê đặc biệt với phần trình diễn. Với địa vị của Kim Lý, anh hoàn toàn có thể chọn vị trí ngay hàng ghế đầu tiên để có thể thoải mái theo dõi Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, anh lại chọn cách lặng thầm đứng ở tầng 2 để có thể nhìn rõ bà xã hát trên sân khấu, vừa không làm ảnh hưởng đến khán giả xung quanh, một hành động vô cùng tinh tế. Nhiều khán giả cho rằng Kim Lý ác hẳn rất yêu vợ của mình, vì suốt quá trình Hồ Ngọc Hà biểu diễn trên sân khấu, anh đều không rời mắt dù chỉ một giây. Trên thực tế, anh cũng là một sao nam khá đắt show, nhất là sau thành công của bộ phim điện ảnh Hương Ga. Thế nhưng từ ngày yên bề gia thất với giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ, nam diễn viên chấp nhận an phận, lùi về phía sau hậu trường để chăm sóc con cái, đồng thời hỗ trợ bà xã phát triển sự nghiệp lẫn công việc kinh doanh. Nói về bố của Lisa Leon, Hà Hồ từng bày tỏ niềm hạnh phúc đặc biệt, chứng tỏ Kim Lý đối xử với cô rất tốt. Cụ thể người đẹp từng chia sẻ: "Cảm ơn anh vì đã chỉ dạy, yêu thương con trai Subel của em. Subel quấn quýt anh, đó là minh chứng cho trái tim của anh. Và giờ khi mỗi lần anh nhìn Lisa và Leon khóc, thì em biết rằng các con của em thật may mắn khi có người cha như anh." Ông Cao Thắng. Nam ca sĩ ông Cao Thắng cũng nổi tiếng là anh chồng quốc dân, luôn hết lòng vì vợ con. Minh chứng là từ ngày yêu đến khi kết hôn với Đồng Nhi, thiếu gia họ ông luôn chấp nhận lùi về phía sau một bước để vợ được tỏa sáng trên con đường nghệ thuật. Không những thế, cựu thành viên nhóm WeBoys còn thường xuyên có mặt trong những sự kiện mà Đồng Nhi tham dự với tư cách một người hộ tống, âm thầm theo dõi và chờ đợi. Cụ thể, vào thời điểm nữ ca sĩ tổ chức live show kỷ niệm 10 năm hoạt động ca hát, ông Cao Thắng chính là người đứng sau lo liệu mọi công tác chuẩn bị một cách chỉnh chu nhất. Trong đêm live show đặc biệt ấy, Đồng Nhi đã không giấu được giọt nước mắt hạnh phúc khi nói lời yêu và cảm ơn chân thành đến ông Cao Thắng. Đối diện với những lời ngọt ngào ấy, nam ca sĩ lập tức bật khóc ngay trên khán đài, khiến người hâm mộ cũng xúc động theo. Nói về niềm hạnh phúc khi có được một người chồng tuyệt vời như mỹ nam họ ông, giọng ca ngọt ngào từng khẳng định, người đẹp cảm thấy vô cùng tự tin khi ở cạnh ông xã của mình. Mặc dù nam ca sĩ tuy nhìn không mạnh mẽ, nhưng đủ sức che chở và bảo vệ cô suốt cả cuộc đời. Hoài Phương. Hoài Phương, ông xã của nữ danh hài Việt Hương, cũng nức tiếng yêu vợ thương con. Từ ngày về nước định cư, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc nam nhạc sĩ âm thầm hộ tống vợ đi quay diễn. Không những thế, anh còn là người tiên phong giúp đỡ vợ sáu bảnh thực hiện loạt công tác thiện nguyện trong đợt dịch Covid-19 vào năm 2021. Nói về người chồng tuyệt vời của mình, Việt Hương từng cho biết, cô đi vào phòng thì nhìn thấy chồng ngồi may đồ cho mình. Đó là một chiếc áo màu xanh mà nữ danh hài hay mặc để livestream. Được biết, bộ kim chỉ này đã được nhạc sĩ Hoài Phương đem theo đi diễn để đề phòng đồ sức chỉ. Theo khán giả tìm hiểu, nhạc sĩ Hoài Phương mấy duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005 khi cô qua Mỹ lưu diễn. Thời ấy, nữ danh hài còn ngỡ ông xã là người châu Mỹ vì có vóc dáng cao to và đẹp trai. Sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh sự đồng cảm yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân vào năm 2007. Phibit có không ít cánh mày râu nổi tiếng yêu chiều vợ hết lòng, thậm chí có những người còn sẵn lòng lùi về phía sau hậu trường để nửa kia được toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê nghệ thuật. Và những gương mặt điển hình nhất chính là Kim Lý, ông Cao Thắng và Hoài Phương. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.